Thi công bằng băng thực ra nó rất là dễ, tuy nhiên thì có thể gây tranh cãi do quan niệm thôi. Thì đâu đó có thể cái vị trí giao nhau ấy, mỗi người có thể nghĩ là tính một kiểu hoặc là đặt một kiểu là như này mới là đúng, như này là sai. Thì anh em xem video này có thể tham khảo cũng như là để lại cái quan điểm của mình về vấn đề này anh em nhé. Thế thì trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu một cái bản vẽ móng băng của một công trình nhà dân. Thông thường thì móng băng thì chúng ta sẽ có một cái mặt bằng như này và một cái mặt cắt như này, nó chỉ như này thôi mà không có những cái chi tiết rõ ràng hơn tại những vị trí giao nhau này. Thì ví dụ đây là một cái móng ở giữa này, còn đây là những cái móng lệch ở biên. Thì thông thường thì tất cả anh em đều đồng ý đó là cái thanh ngắn chính là cái thanh chịu lực nhiều hơn, là thanh chịu lực chính, còn thanh dài là thanh chịu lực ít hơn, có thể nói là thanh cấu tạo. Như vậy thì đối với móng băng chúng ta luôn luôn đi cái thanh ngắn trước và dài thanh dài sau. Lệch như này ở biên thì nó cũng vậy thôi, thanh ngắn trước thanh dài để sau. Và ở biên thì thông thường là sẽ có một cái móc bẻ ke lên này, có thể 100, 200 để làm sao cho cái thép ngang này nó đủ neo vào cái răng. Thứ hai nữa là hầu hết anh em cũng đều đồng ý đó là tại vị trí mà cái răng móng này này, thanh dọc, thanh dài ấy, là không có, chỉ có cái thép răng thôi. Và cái biên cũng vậy là không có, thậm chí là cái điểm này cũng không có cái thanh thép sàn. Cái này cũng vậy, không có cái thanh thép băng nhé. Thế thì quá trình thi công chúng ta tất nhiên là giải xong cái thép băng này trước, sau đó mới đặt cái thép giằng lên. Ở trong thiết kế này thì thanh ngắn chịu lực là phi 10 am cho 50, trong khi đó thanh dài là phi 8 am 200. Thì do hai cái thanh này nó khác nhau cả về đường kính cả về độ dài, thì tại vị trí giao nhau đó nó sẽ có những cái tranh cãi nhất định nhé. Anh em có thể xem một cái hình ảnh thi công. Thì đây cũng là một công trình nhà dân thôi, thì chưa bàn về cái bê tông lót nhé. Bê tông lót thì nó là đang có vấn đề rồi, thì video này chúng ta bàn đến cái thép thôi đã. Anh em vừa xem này, đây là cái dầm dọc nhà này, đây là dầm ngang nhé, dầm ngang nhà này đây dầm ngang này, đó, dầm ngang nhà nhá, đó, vị trí giao với dầm biên. đây dầm biên, đây dầm biên dọc nhà đó. Thì anh em để ý nhé, tại vị trí giao nhau này thì anh em thấy này, thép chịu lực ngắn đây đúng không, của dầm ngang, còn cái dầm dọc thì sẽ được chịu ngắn đây đó. Người ta ưu tiên cho cái thanh ngắn của cái dầm dọc của cái dọc nhà ấy, là giải hết am 150, còn cái ngang nhà này thì giải đây thôi, còn lại thì cái phần này là phi 10 nhưng mà nó là a thư hơn, chỗ này a 200, cứ cho là 200 nhé, còn cái này là 150 đúng không. Và anh em cũng để ý nhé, cái này là thanh cấu tạo của cái băng ngang nhà này, thì người ta cũng phi ra tận mép này luôn. Thế thì thế anh em đặt như này là có được không? Khi chúng ta bóc tách khối lượng á, nếu như không thống nhất, không có bản vẽ shop thì chắc chắn là sẽ có thể tranh cãi. Thì đối với công trình nhà dân thì thông thường là sẽ không có shop xưởng gì đâu, thợ cứ làm, thậm chí là thép này cũng chẳng tính khối lượng, chủ nhà mua sau đó là thợ chỉ thi công thôi. Tuy nhiên thì đối với dự án thì nó khác hoàn toàn, dự án thì sẽ có bản shop trước. Sau đó mới được thi công đúng theo bản shop. Thì trong quá trình chúng ta triển khai shop ấy, thì tại những vị nút đó sẽ được triển khai rõ ràng ra cái nào giải, cái nào không giải đó. Nếu như anh em chấp nhận cách làm như này nhá, thì là nên để thế này nhá, còn để ngược lại tức là ưu tiên cái ngang này này giải hết vào đây thì nó sẽ không ổn áp bằng cái dọc chạy hết như này, bởi vì anh em dùng chỗ này mô men phương ngang này, bể phương ngang nó sẽ nhiều hơn, bề phương ngang nhiều hơn so với phương dọc này nhé, thì đặt thế này nó ổn áp hơn. Và trong dự án này thì tôi thấy là người ta có giải thép dọc này này vào trong ở dầm này này, đó, ở dầm ngang cũng vậy nhé, dầm ngang cũng vậy đó. Đây này, nó có nhá, nó tóm lại là trong cái băng ấy dầm ngang nó có nhá, đó. Đây cái hình ảnh này sẽ rõ hơn này, anh em thấy thép này nhé, phi 10 đây đúng không, nó chạy từ đây sang đây luôn, tức là trong cái dầm này là cũng có cái thanh này. Thì quan điểm của anh em về cái trường hợp này như thế nào, cái thép này này có nên bỏ không? Theo quan điểm của tôi thì thanh này bỏ cũng được, nhưng mà vẫn phải có tại vị trí mà các băng giao nhau. Thì anh em có thể tham khảo một cái hình ảnh thứ hai đó, thì anh em thấy này, đây là ngang nhà này, đây là dọc nhà này, thì chúng ta vẫn có cái thanh này đúng không?
Tức là làm sao luôn luôn ưu tiên tại vị trí giao nhau này phải đủ cái thanh thép chịu lực, chính là những thanh ngắn lắm. Anh em nghe chưa? Thì trong cái dự án này thì thực ra đã cố tình làm cái thép dọc và thép ngang nó cùng là phim 10A/50 thì nó rất là đẹp và gọn gàng như thế này. Đó, anh em nhìn này, xa hơn này. Đó, cả phương dọc cũng vậy nhé. Luôn luôn có cái thanh này, không bỏ thanh này. Chúng ta chỉ bỏ được cái khoảng ở giữa thôi, ở giữa cái giảng thôi. Còn cái thanh này, thanh biên này, thì theo tôi thì luôn luôn cần cái thanh này. Bởi vì khi mà chúng ta buộc cái thép này trước ấy, thì thanh này nó sẽ giúp cho cái lưới chúng ta nó không sụp sạch. Có cái thanh dọc này này, ở biên này này, thì theo tôi là nó cũng truyền lực tốt hơn vào cái hệ giằng móng của chúng ta. Thì quan điểm của anh em về cái thanh này là như nào và cái thanh giữ này là như thế nào? Thì theo quan điểm của tôi thì nên làm như này, tối thiểu sẽ là phải làm như thế này. Cái đoạn này thì nếu như mà không căn ke quá về phần khối lượng ấy thì cũng phi thẳng luôn thành một cái lưới thép cả phương ngang phương dọc nó đủ luôn. Cái dầm ở giữa này cũng vậy, nếu mà bỏ thì chỉ bỏ được cái đoạn ở giữa thôi, không bỏ được thanh ngang này, không bỏ được cái này. Thì anh em dùng nhé, ví dụ đây giả sử không phải là một cái móng băng đi mà là một cái móng đơn, thì như vậy chỗ này là cột đúng không, thì chúng ta sẽ có một cái đơn móng cốc ở đây, và tất nhiên thì có thể đổ luôn cái rằng ở cái cốt móng này, cũng có thể đổ ở cái rằng ở cốt khúc không. Thế thì rõ ràng tại vị trí cốc này nó phải đủ cả hai phương đúng không, nó làm sao bớt được cái thanh này đúng không, làm sao bớt được cái thanh này đúng không. Đó thì móng băng nó chỉ là kéo dài thêm thôi, kéo dài thêm của cái móng đơn cho nối hai thành móng đơn lại để cho nó thêm cái diện tích này, cái diện tích đế móng nó nhiều hơn thôi đúng không. Thì rõ ràng là nếu như chúng ta mà bỏ cả cái thanh này, bỏ hết thanh này đi này, bỏ thanh giữa đi, thì tôi nghĩ là tác dụng của nó cũng không nhiều, nhưng mà rõ ràng là về mặt cấu tạo của cái lưới thép ấy thì rõ ràng nó sẽ không ổn áp bằng để tất đi đúng không. Và theo quan điểm của tôi thì khi mà anh em thiết kế móng băng thì cũng nên làm cho nó hai cái phương này nó bằng nhau, phi 10A/50, cái phương dọc cũng phi 10A/50. Tóm lại là trong video này chúng ta có hai cái cần phải trao đổi với nhau, đó là thứ nhất thì tại vị trí nút giao nhau của các rải băng ấy thì chúng ta ưu tiên là rải các thép nào, giả sử nó khác đường kính, giả sử nó khác bơ rải đi. Thứ hai nữa là cái thanh thép dọc ấy thì trong dầm có không, hoặc là có thì có như thế nào. Anh em có thể để lại ý kiến của mình ở dưới video này anh em nhé.